Dạ em Tùng, xin chào anh em. Thì hôm nay em về cái body của hãng Ryobi, máy cách. Mã của nó là BSPCS02B. Thì cái máy cách này nó sử dụng pin 18V và cách đa vật liệu. Nó động cơ không chở than và tốc độ của nó là 20.000 vòng trên phút. Có nghĩa là cách được ống sắt này, ống nhựa này, nhôm này, kẽm này, và tường gạch luôn đấy. Thì cái máy này, đĩa của nó cũng khá nhỏ và thị trường hiện nay cũng đã có bán cái đĩa rồi. Thì đây là lưỡi cắt gạch, đây là lưỡi cắt sắt, đây là lông đờn và đây là lưỡi cắt nhựa, nó có theo kèm. Mỗi cái máy nó kèm theo ba cái lưỡi. Thì hàng Mỹ về nó niêu chầm chầm thì nó kèm như vậy, còn những hàng mà trôi nổi thì nó không có kèm cái lưỡi nha. Cái lưỡi thì anh em mua ở ngoài thị trường có. Thì cái máy này nó sử dụng pin 18V. Những anh em nào đã có pin 18V rồi thì mình mua cái máy về mình sử dụng chung hở pin. Và thân máy này giá 2 triệu 8. Em sẽ view cho anh em xem. Ok, thì nó là Ryobi ON cộng HP. HP là cái dòng nhỏ nhẹ gọn và năng suất cao. Nó là động cơ brushless không chở than, có cái khóa lục giác để mở thay lưỡi. Và máy này từ Mỹ về có chứng nhận UL. Những anh em đã có pin thì mình sử dụng chung hở pin và thân máy 2 triệu 8, máy niêu chăm chăm. Thì em sẽ test cho anh em. Có đèn nha anh em. Cái này thì lên xuống thôi. Cách nông nông cạn. Rồi, những anh em quan tâm liên hệ mình 0962 232 180. Và anh em nào muốn pin 1.5 từ Mỹ về có chứng nhận UL giá 600.000. Em Tùng cảm ơn anh em.